Vệ Quốc Quân xin kính chào quý vị khán giả. Trong thập niên cuối năm 1980, khi dư luận quốc tế còn đang tập trung về tình hình chiến sự tại Campuchia, đặc biệt là các nước ASEAN trong khu vực vẫn đang loay hoay tìm cách dịu lại quan hệ với Việt Nam trong vấn đề Campuchia, thì trên Biển Đông, một cuộc chiến lớn đã bất ngờ nổ ra. Tháng 3 năm 1988, Hải quân, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa, tức Đảng Cộng sản Trung Quốc và Trung Hoa Dân Quốc, tức Đài Loan hiện nay, đã cùng nhau phối hợp ngang nhiên thực hiện một loạt vụ tấn công vũ trang vào Hải quân Nhân dân Việt Nam nhằm chiếm đóng bất hợp pháp các bãi đá Colin, bãi đá Landau và bãi đá Gạc Ma của Việt Nam. Trong thời điểm năm 1988, ba đảo thuộc quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng không có quân đội đồn trú, nên Hải quân Việt Nam phải đưa quân ra bảo vệ và xây dựng công trình trên các bãi đá. Bởi từ khi thành lập chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1945 đến năm 1975, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không nằm trong diện kiểm soát của Việt Nam, thay vào đó là được quản lý bởi chế độ Việt Nam Cộng hòa. Vì vậy, cho đến khi thống nhất được đất nước vào năm 1975, quân đội nhân dân Việt Nam mới có thể triển khai chiến dịch chiếm lại các đảo từ tay Việt Nam Cộng hòa. Nhưng trong thập niên những năm 1980, khi Việt Nam chưa kịp thu hồi lại toàn bộ đảo ở Trường Sa, thì xung đột biên giới Việt Nam và Trung Quốc đã lan đến Biển Đông. Mối quan hệ bất hòa giữa hai quốc gia anh em cộng sản sau đó đã dẫn tới những cuộc chiến căng thẳng trên Biển Đông nhằm kiểm soát các đảo chiến lược ở Trường Sa. Quay trở lại thế kỷ thứ 18, vào năm 1816, dưới đời vua Gia Long, nhà Nguyễn Việt Nam đã từng công khai chiếm cứ và thực hiện chủ quyền một cách liên tục, hòa bình ở các hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và đến khi thực dân Pháp đến và chiếm được Đại Nam, tức Việt Nam thời nhà Nguyễn, nước Pháp vẫn tiếp tục thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa dưới danh nghĩa thuộc sở hữu của Nam Kỳ. Thế nhưng trong các năm thuộc thế kỷ thứ 18, sau khi chiếm được Đại Nam, Pháp đã không đưa quân ra đồn trú tại các hải đảo này. Việc thực thi chủ quyền trên các đảo bị gián đoạn và để chống thời cơ cho Trung Quốc. Nhà Thanh Trung Quốc khi đó đã gửi lực lượng hải quân tới các đảo vào năm 1902 và năm 1907, đặt cờ và đánh dấu trên các đảo. Kế đó, nhà Thanh sụp đổ, chế độ Trung Hoa Dân Quốc tức Đài Loan hiện nay lên thay đã tuyên bố quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc thẩm quyền của quận Hải Nam. Phải đến thế kỷ thứ 19, năm 1933, thì ba tàu Pháp mới ra quân chiếm lại quyền kiểm soát 9 đảo lớn nhất của quần đảo Trường Sa và tuyên bố chủ quyền của Pháp đối với quần đảo này. Pháp sau đó đưa quần đảo Trường Sa vào thuộc quyền quản lý của xứ Nam Kỳ trong Liên bang Đông Dương. Khi tin báo về, Trung Hoa Dân Quốc lập tức gửi tới chính phủ Pháp một bản ghi nhớ, trong đó chỉ trích Pháp đã vi phạm chủ quyền của Trung Quốc đối với Trường Sa. Tuy nhiên, do trong nước khi đó hỗn loạn nên Trung Hoa Dân Quốc không có hành động quân sự trả đũa Pháp, cho đến khi Pháp thất bại trong Thế chiến thứ hai. Năm 1946, Trung Hoa Dân Quốc mới đưa quân vào đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa. Năm 1946, Pháp và Trung Hoa Dân Quốc đều cùng tái khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa. Từ năm 1946 đến năm 1948, Pháp gửi tàu chiến tới tuần tra quần đảo Trường Sa nhiều lần và yêu cầu Trung Hoa Dân Quốc rút khỏi quần đảo Trường Sa, nhưng không có hành động tấn công quân đối phương. Cũng trong năm 1948, do nội chiến xảy ra ở giữa Trung Hoa Dân Quốc với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tức Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trung Hoa Dân Quốc mới buộc phải rút khỏi quần đảo Trường Sa. Ngày 7 tháng 7 năm 1951, thì Trần Văn Hữu, Chủ tịch Phái đoàn Chính phủ Quốc gia Việt Nam, một chế độ do cựu Hoàng đế Bảo Đại và Tổng Pháp lập ra, đã tuyên bố rằng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ lâu đã thuộc về lãnh thổ Việt Nam, khi ông tới dự hội nghị San Francisco về Hiệp ước Hòa bình với Nhật Bản. Tuy nhiên, tuyên bố này không được hội nghị công nhận do một số nước khác cũng tuyên bố chủ quyền tại đây. Do nhiều tranh cãi giữa các bên, vấn đề quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bị bỏ ngỏ. Hội nghị San Francisco không xác nhận chủ quyền của bất kỳ nước nào tại hai quần đảo này. Từ năm 1956 đến năm 1975, quần đảo Trường Sa chuyển sang thuộc sự quản lý của chế độ Việt Nam Cộng hòa. Cũng trong năm 1956, Đài Loan một lần nữa điều tàu đến đảo Ba Bình, khi đó thuộc quyền quản lý của Việt Nam Cộng hòa. Chính quyền Việt Nam Cộng hòa cũng đã không có hành động gì để phản đối. Thậm chí vào ngày 10 tháng 10 năm 1956, Tổng thống Ngô Đình Diệm còn ra lệnh rút quân khỏi đảo Ba Bình và Đài Loan đã kiểm soát đảo mà không cần phải nổ súng. Ngày nay, đảo Ba Bình được Đài Loan biến thành một pháo đài với nhiều công sự phòng thủ kiên cố
và có một đường băng cho phép máy bay vận tải C-130 Hercules lên xuống. Tiếp đó, đến năm 1963, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đưa tàu ra dựng bia ở một số đảo, nhưng sau đó rút đi và không đồn trú lâu dài. Năm 1970, thì Philippines đã tổ chức chiếm giữ đảo Song Tử Đông, đảo Thị Tứ, đảo Loại Ta và 4 đảo nữa. Theo như đại tá về hưu Hải quân Philippines Domingo Tukay kể lại, thì các đảo bãi khi đó hoàn toàn hoang vắng, Philippines chiếm đóng dễ dàng. Chỉ khi tới đảo Song Tử Tây, họ mới thấy quân Việt Nam Cộng Hòa đóng ở đây. Lính Việt Nam Cộng Hòa ở đảo Song Tử Tây cũng để yên cho quân Philippines hành động. Sau chiến dịch, Philippines chiếm được 6 đảo nổi và bãi đá mà không cần phải nổ súng. Trong đó, Thị Tứ là đảo lớn thứ nhì và đảo Dừa là đảo lớn thứ ba, còn Song Tử Đông là đảo lớn thứ năm ở quần đảo Trường Sa. Philippines giữ các đảo và bãi này từ đó đến nay. Năm 1972, Philippines sáp nhập các thực thể chiếm được ở quần đảo Trường Sa vào tỉnh Palawan của họ. Năm 1971, thì Malaysia tham gia tranh chấp và đưa ra tuyên bố chủ quyền đối với một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Có thể thấy, kể từ khi triều đình nhà Nguyễn lụi bại, cộng thêm các chính phủ bù nhìn tay sai mọc lên như nấm sau mưa, thì chủ quyền biển đảo của Việt Nam đã bị các nước chia năm xẻ bảy vô cùng khốc liệt như thế nào. Và tình hình chỉ có thể thay đổi cho đến giữa năm 1975, khi miền Nam Việt Nam vừa được giải phóng, thì Hải quân Nhân dân Việt Nam đã nhanh chóng triển khai chiến dịch Trường Sa mang tên CQ-88 để giành lại quyền kiểm soát tất cả các đảo mà quân Việt Nam Cộng Hòa đang giữ trên Biển Đông khi đó. Năm 1975, Việt Nam đã thành công chiếm giữ 5 đảo nổi gồm Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn và Trường Sa. Đến năm 1978, Việt Nam đóng giữ thêm 4 đảo nổi gồm An Bang vào ngày 10 tháng 3, Sinh Tồn Đông vào ngày 15 tháng 3, Phan Vinh vào ngày 30 tháng 3 và Trường Sa Đông vào ngày 4 tháng 4 năm 1978. Đến năm 1987, Việt Nam tiếp tục đóng giữ thêm đảo Chìm, Thuyền Chài vào ngày 5 tháng 3 năm 1987, Đá Tây ngày 2 tháng 12 năm 1987. Bước sang năm 1988 thì tốc độ mở rộng kiểm soát đảo trở nên quyết liệt hơn, gồm Tiên Nữ vào ngày 25 tháng 1 năm 1988, Đá Lát ngày 5 tháng 2, Đá Đông ngày 19 tháng 2, Đá Lớn ngày 20 tháng 2, Tốc Tàn ngày 27 tháng 2, Núi Le ngày 28 tháng 2. Ngày 14 tháng 3 năm 1988, Việt Nam đóng giữ thêm đá Lendau và đá Colin. Ngày 15 tháng 3 năm 1988, đóng giữ đảo Chìm, Núi Thị. Ngày 16 tháng 3, đóng giữ đảo Đá Nam. Tổng cộng trong năm 1988, Việt Nam đóng giữ thêm 11 đảo Chìm. Tháng 11 năm 1988, Hải quân Việt Nam bắt đầu đóng giữ, bảo vệ khu vực mỏ dầu DK1 ở thềm lục địa phía Nam. Tất cả đến cuối thập niên năm 1980, Việt Nam đã kiểm soát được 21 đảo Cồn và Dạ San Hô ở quần đảo Trường Sa. Trong đó, năm 1988 là năm mở rộng quyết liệt nhất và thậm chí là phải hy sinh xương máu mới có thể giành lại chủ quyền biển đảo. Về phía Trung Quốc, trong những tháng đầu năm 1988 đã đánh dấu lần đầu tiên Hải quân Trung Quốc cho quân vào chiếm đóng một số bãi đá thuộc khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ngày 31 tháng 1 năm 1988, Trung Quốc chiếm giữ đá Chữ Thập. Ngày 18 tháng 2 chiếm đá Châu Viên. Ngày 26 chiếm đá Ga Ven. Ngày 28 tháng 2 chiếm đá Từ Nghĩa. Ngày 23 tháng 3 chiếm đá Subi. Cuộc tranh chấp giữa Việt Trung trên biển cũng bắt đầu nổ ra từ đây, đặc biệt khi quan hệ hai nước vốn đã bất hòa trước đó. Hải quân Việt Nam sau đó đã gấp rút đưa vũ khí, khí tài ra triển khai tại đá Tiên Nữ, đá Lát, đá Lớn, đá Đông, đá Tốc Tàn, đá Núi Le và bước đầu ngăn chặn được hành động mở rộng phạm vi chiếm đóng của Hải quân Trung Quốc ra các đảo lân cận. Phía Việt Nam khi đó cho rằng Trung Quốc đang có ý định chiếm thêm một số bãi cạn xung quanh cụm đảo Sinh Tồn, Nam Yết và phía đông kinh tuyến 115. Nhưng khi căn cứ vào tình hình chung xung quanh khu vực Trường Sa, thì Hải quân Việt Nam xác định đá Gạc Ma mới giữ vị trí tối quan trọng. Nếu để Hải quân Trung Quốc chiếm giữ thì họ sẽ khống chế đường tiếp tế của Việt Nam cho các căn cứ tại quần đảo Trường Sa. Vì vậy, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng hạ quyết tâm đóng giữ các đá Gạc Ma, đá Colin và đá Lendau, xây dựng một phòng tuyến chống quân Trung Quốc bành trướng. Thường vụ Đảng ủy Quân chủng giao cho Lữ đoàn Vận tải 125 cử lực lượng thực hiện nhiệm vụ này. Lúc 19 giờ ngày 11 tháng 3, tàu Hải quân 604 được lệnh rời quân cảng Cam Ranh ra đá Gạc Ma để thực hiện nhiệm vụ. Theo sau đó là tàu Hải quân 505 cũng từ đá Lớn
tiến về phía Gagma và Colin. Phối hợp với lực lượng hai tàu kể trên, còn có hai phân đội công binh khoảng 70 người thuộc Trung đoàn Công binh 83 và 4 tổ chiến đấu 22 người thuộc Lữ đoàn 146 do Trần Đức Thông làm phó lữ đoàn trưởng chỉ huy và 4 chiến sĩ đo đạc của đoàn đo đạc và biên vẽ bản đồ thuộc Bộ Tổng tham mưu. Tiếp đó, ngày 12 tháng 3, tàu Hải quân 605 thuộc Lữ đoàn 125 đang ở Đá Đông cũng gấp rút hành quân. 16 giờ 20 ngày 13 tháng 3, tàu Hải quân 604 đã đến địa điểm thả neo cách đảo Gagma chừng 100m. Sau khi tàu thả neo được 30 phút thì tàu hộ vệ tên lửa 502 của Hải quân Trung Quốc từ Đá Tư Nghĩa chạy về phía Gagma, có lúc đôi bên chỉ cách nhau 500m. 17 giờ ngày 13 tháng 3, tàu Trung Quốc áp sát tàu Hải quân 604 và dùng loa gọi sang thông báo đây là lãnh thổ của Trung Quốc, yêu cầu bộ đội Việt Nam rời khỏi. Tàu Hải quân 604 cũng đáp trả lại và yêu cầu tương tự. Sau khoảng 30 phút thì tàu Trung Quốc bỏ đi về phía Tây cách đó 5-6 hải lý. Bị uy hiếp, tàu Hải quân 604 vẫn kiên trì neo giữ cạnh đá Gagma. Còn chiến hạm của Trung Quốc cùng một hộ vệ hạm, hai hải vận hạm thì thay nhau cơ động chạy quanh đá Gagma. Trước tình hình căng thẳng tại Gagma do Hải quân Trung Quốc gây ra, lúc 21 giờ ngày 13 tháng 3, Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam chỉ thị cho Trần Đức Thông, Vũ Huy Lễ, Vũ Phi Trừ cùng nhau chỉ huy bộ đội quyết giữ vững các đá Gagma và Cô Linh. Tiếp đó, Bộ Tư lệnh Hải quân chỉ thị cho lực lượng công binh khẩn trương dùng xuồng, chuyển vật liệu xây dựng lên đá ngay trong đêm ngày 13 tháng 3. Thực hiện mệnh lệnh, tàu Hải quân 604 cùng lực lượng công binh Trung đoàn 83 chuyển vật liệu lên đá Gagma. Tiếp đó, lực lượng của Lữ đoàn 146 bí mật đổ bộ cắm cờ Việt Nam và triển khai 4 tổ bảo vệ đá. Lúc này, Trung Quốc điều thêm 2 hộ vệ hạm trang bị pháo 100mm đến hỗ trợ lực lượng đã đến từ trước, yêu cầu phía Việt Nam rút khỏi đá Gagma. Ban chỉ huy tàu 604 họp nhận định Trung Quốc có thể dùng vũ lực can thiệp và quyết định chỉ huy bộ đội bình tĩnh xử trí, thống nhất thực hiện theo phương án tác chiến đề ra, quyết tâm bảo vệ Gagma. Khoảng 2 giờ sáng ngày 14 tháng 3, một bộ phận công binh trên tàu Hải quân 604 được lệnh xuống đảo tìm và lựa chọn địa điểm xây dựng công trình. Khoảng 6 giờ sáng 14 tháng 3 năm 1988, khi tổ cắm cờ và giữ cờ gồm 5 người và khoảng 20 chiến sĩ công binh đang làm nhiệm vụ thì bất ngờ 4 tàu khu trục và hộ vệ tên lửa của Trung Quốc chạy đến. Một tàu đậu ở xa, còn 3 tàu áp sát chừng 200-300m. Tàu Trung Quốc chĩa súng vào tàu Hải quân 604 và bộ đội Việt Nam đe dọa và yêu cầu tất cả rút khỏi đảo. Nhưng công binh Việt Nam vẫn làm việc bình thường, chèo thuyền và chở vật liệu ra đảo xây dựng, còn tổ bảo vệ thì làm nhiệm vụ cảnh giới. 6 giờ 30, tàu Trung Quốc thả xuồng máy đổ bộ lính có trang bị vũ trang xuống đảo, gồm một chỉ huy mang súng ngắn, 48 lính mang AK, một lính mang điện đạo. Lính Trung Quốc bao vây theo thế vòng cung men theo bãi san hô. Những chỗ vòng vây gần nhất, hai bên cách nhau chỉ chừng 1m. Vài giờ sau tiếng súng khai màn chính thức bắt đầu, không chỉ riêng tại Gagma, đá Colin và Len Đào, chiến sự cũng hết sức quyết liệt. Hai bên giằng co nhau và đều sẵn hy sinh để giành quyền kiểm soát đảo. Sau hàng loạt các trận đánh ác liệt với Việt Nam trên biển, Trung Quốc chiếm được đá Gagma cộng thêm hai đá khác là đá chữ thập và đá Gaven, cùng 6 đá chìm, tổng cộng chiếm 8 đơn vị ở phía bắc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trong cuối thập niên 80. Phía Việt Nam giữ vững được đá Colin và Len Đào. Về phía Trung Hoa Dân Quốc, tức Đài Loan ngày nay, tuy không tham chiến trực tiếp, nhưng vào tháng 3 năm 1988, khi Trung Quốc xung đột với Việt Nam, thì quân Đài Loan trên đảo Ba Bình đã tiếp tế lương thực và nước uống cho quân Trung Quốc. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đài Loan là Trịnh Vi Nguyên đã công khai tuyên bố rằng nếu chiến tranh nổ ra, quân đội quốc gia tức Đài Loan sẽ giúp quân đội của Đảng Cộng sản kháng chiến. Cũng trong suốt thời gian quân Trung Quốc duy trì lực lượng tại Trường Sa từ năm 1988 trở đi, họ luôn nhận được nước ngọt từ quân Đài Loan đồn trú trên đảo Ba Bình. Thực tế, về phương diện chính trị, Đài Loan và Trung Quốc đều không công nhận nhau là chính phủ hợp pháp của đất nước Trung Hoa. Song cả hai đều có chung lập trường rằng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc chủ quyền của người Trung Quốc. Vì vậy, luôn có một sự phối hợp ngầm hỗ trợ lẫn nhau của Đài Loan và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong việc tuyên bố chủ quyền và mở rộng kiểm soát tại quần đảo. Như vào tháng 2 năm 1995, khi Trung Quốc giành được quyền kiểm soát đá Vành Khăn từ Philippines, thì Đài Loan cũng phối hợp giành quyền kiểm soát bãi Bàn Than vào tháng 3.